Vâng, hello toàn thể các bác à, lại với một video giới thiệu các bác về dòng loa thương hiệu của Mỹ, đó là mã TB. Đây, rất đẹp nha các bác nhé. Cái lô hàng của em về đợt này thì nó là mã bát 30 tép kèn. Đây, để em quay về cái sau để các bác được chiêm ngưỡng về cái thông số của hãng. Đây ạ. À, rất chi là tuyệt vời nhé, mã là TK8012 cộng nhá của TB. TB thì thương hiệu đến từ Mỹ rồi và đầy đủ các thông số mã QR đây, hàng chính hãng của TB. Và công suất của quả loa này nó đạt đến 450W, độ nhạy rất cao nhá, 98 dB, và trọng lượng là một quả loa này 22 kg. Và các bác muốn biết thêm thông số chi tiết thì các bác có thể vào trang web của tbsao.com nhé. Xịn sò, thùng rất đẹp nhé các bác nhé, lưới cẳng quá phê luôn. Và đây bên em sẽ đi sâu về cái bên trong này, bên trong này. Đấy, hàng xịn chính hãng TB Sao nhé, linh kiện quá chất lượng, các dây đều bọc và rất mềm dẻo nhé các bác nhé. Đây, rất mềm dẻo, rắc cắm xịn sò luôn. Đấy, dây bát này đẹp tuyệt vời. Khi những bác nào được sử dụng những quả loa này và bông tiêu âm đặc trưng của dòng loa TB. Đấy, bông này nó gần giống bông kiểu B3 đấy nhá. Và đây là cấu hình của thùng loa này, bát này rất chất lượng như các bác nhá. Đây, tép kèn. Và củ tép này nó giống củ của Selection, nhưng mà nó là của hãng TB nha các bác nhá. Xịn sò, đẹp xịn sò. Đấy, gáo ấy, lọn kèn TB, dập thương hiệu của hãng luôn nhá, đẹp, bóng lư. Và đây là chiếc củ bát này, chiếc củ bát khủng nhá. Củ này từ rất to nhá, từ khủng luôn đấy, từ này nó phải đạt đến 19 này. Và côn của dòng này thì nó đạt côn 75. Màng xịn sò chất lượng như các bác. Dòng này mà giá mới thì cũng rất xin là đắt nhé các bác nhé. Và các bác được sở hữu hàng xịn sò với giá yêu thương, thùng đẹp, chất lượng. Và bên em đang cung cấp có giá vào 12 triệu giá tại cửa hàng. Một cơ hội sở hữu những cặp loa chất lượng mà lại giá rất tình yêu cho các bác. Thì các bác có nhu cầu mua sắm những sản phẩm xịn sò như thế này của mã TK8012 cộng này của TB thì các bác cứ alo cho em nhé, qua hai số hotline 0963 101 38 hoặc 0962 355 309. Bên em sẽ giao hàng và ship hàng cho các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Và bên em cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm theo dõi. Mong các bác bấm ủng hộ em bằng một nút like và bấm nút đăng ký kênh khi những bác nào chưa đăng ký kênh của em, để được cập nhật tất cả các video, các sản phẩm khi bên em về và giới thiệu các bác. Và cảm ơn toàn thể các bác một lần nữa nhé. Bên em sẽ tạm dừng video để chuyển sang quay một video tiếp theo về một dòng loa vẫn đến từ thương hiệu của Mỹ. Đó là dòng loa của 18 cộng nhé. Chất lượng của ruột gan của CF nhé. Giờ đây bên em cũng xin phép tạm dừng video.